Vâng, xuất phát bên phía CitySide trước lại là team Sabertooth. Khi đây map pick của team The Reed, Sabertooth thì họ chọn cho mình CitySide trước, đó là chuyện đương nhiên thôi. Hôm trước thì Sabertooth họ bắn CitySide không tốt. Tuy nhiên thì hôm nay tôi đang thấy phong độ các thành viên team Sabertooth đang là rất tốt. Lại là cái tactic 3B. Và lần này có vẻ như là một tactic 3 để B hay không? Không, như vậy là 3 kẹp B. Trong khi đó thì bây giờ The Reed họ lại đánh vào xe rồi. Krigai đang solo em. Vâng, Krigai solo em với cả Huy AK. Krigai mua một khẩu Glock, chỉ có một khẩu Glock thôi mà solo em tự tin đến như vậy. Các bạn thấy khi mà sự tự tin lên đến đỉnh điểm. Giờ thì chuẩn bị đánh bom xe A cơ bản rồi. Đây là một tình đánh bom xe A cơ bản. Có một smoke và một kíp đến từ vị trí Huy AK. Lửa được trả vào trong bom. Và như vậy là quả lửa được trả trong bom. Bắt đầu đi tích bom. Hiệp đang một tình huống đấu súng. Hiệp chưa có mạng. Bây giờ thì đang đẩy vào đến từ vị trí Huy AK. Huy AK cần phải giữ smoke. Và Huy AK làm cái gì vậy? Huy AK có smoke, có kíp, nhưng Huy AK lại chết đầu tiên. Bây giờ khó cho các thành viên của team Sabertooth rồi. 3v4. Giờ thì đẩy vào. Một mạng đến từ Sintor. Bây giờ thì Sintor chưa có double kill. Bây giờ thì như vậy là chưa có mạng đến từ Krigai. Krigai nằm xuống bên Sintor rồi. Bây giờ thì tràn ra. Tiếp tục thì Colombo có mạng của Sintor. Giờ thì khó rồi khi mà Kaiser và Oxia. Chỉ còn lại một mình Hiệp mà thôi. 1v3. Vâng, bây giờ thì có gỡ bom như vậy là ném smoke lôi đến từ vị trí của Hiệp. Vâng, một tiếng ném smoke lôi. Bây giờ thì chắc chắn Hiệp sẽ nằm xuống rồi. Vâng, gớt lại chém dao. Ui giời ơi, vâng, bộ ba chui ở smoke chém dao. Vâng, ba thanh niên chui quả smoke chém dao. Thanh niên Hiệp ném smoke lỗi thì ôi rồi. Bình thường người ta sẽ ném smoke vào bom, nhưng Hiệp ném smoke trượt. Thế là quả bom ở ngoài quả smoke. Và sau đó ba thanh niên cầm dao đuổi nhau, quả smoke rất là gây cấn. 1-0 dành cho team The Reed. Bây giờ sẽ làm ra pull buy. Vâng, Sabertooth là một trong số những team bắn Diggle, bắn CZ rất là hay. Và chúng ta chưa biết thế nào một lần. Lại một lần nữa có vẻ như Hiệp lại là người solo A. Vâng, Hiệp lại solo A rồi. Tony đang gốc cọp. Các bạn nhìn thấy phong cách bắn đời e Tony. Vâng, kề như bắn ọp luôn. Không khác gì bắn ọp luôn. Bây giờ thì Thorit họ bắt đầu triển khai đội hình. Colombo sẽ đối đầu với Tony. Bây giờ như vậy được không? Nhờn với Colombo thì không được rồi. 1-0 dành cho 5v4 dành cho Thorit. Trong khi đó Krigai vừa bị bắn yếu. Còn có 15 máu mà thôi. Có vẻ như là một tình huống đẩy cửa xanh đến từ vị trí của Captain Hiệp. Và giờ là một tình huống 4m5 sẽ là một tình đánh bom CB. Khi mà Sabertooth họ đang hầu rất đông ở trong một bom CB. Một mình Hiệp sẽ là người solo A. Các bạn thấy solo A rất tự tin đến từ Hiệp. Thực sự thì map này là map bắn tốt. Và bây giờ Huy AK móc bay. Huy AK hạ gục thành công Dark Lord. Nằm xuống bởi Colombo. Nhưng Sintor vừa có mạng ngay giờ. Bây giờ thì Sintor nằm xuống. Colombo có mạng thứ ba riêng mình. Đổi được một mạng đến từ vị trí Sia. Sia có double kill. Giờ chỉ còn một mình Krigai với 15 máu mà thôi. Quá khó dành cho các thành viên của team Turret. Giờ thì Sia đang kê quá cương trong đầu này. Sia cần phải nấp điếm đi một chút. Nếu bị móc ven thì Sia sẽ nằm. Bây giờ chúng ta xem Sia sẽ làm gì. Vâng, Sia không kê ven. Krigai đang đi lên ven. Bây giờ chúng ta xem Sia sẽ làm gì. Như vậy là Sia kết thúc được Krigai. 1-0 dành cho team Sabertooth. Vâng, team Sabertooth có một tình huống bắt bài quá hay. Họ chủ động bắn 3B trong tình huống này. Dù họ mất người từ sớm, một mình Hiệp là người tự tin solo bom xe A. Quá tự tin đến từ vị trí của Hiệp. Vâng, như vậy là Hiệp đang hỏi Krigai là còn bao nhiêu máu. Hiệp có một tình huống đẩy cửa xanh, khiến cho Krigai phải khiếp sợ. Vâng, Krigai ăn bị bắn yếu còn 13 máu và sau đó phải chặn smoke lại ở phía cửa xanh và lùi lại. Và giờ thì làm ra full buy. Vâng, Thrid bây giờ thì đang có đầy đủ tiền. Thrid đang yếu tiền và họ quyết định lên cho mình những cổng đi cổ. Và bây giờ thì Sintor có mạng của Krigai. Một góc kê ọp quá đẹp đến từ Sintor. Vâng, góc đấy là góc chắc chắn là có mạng rồi. Góc đấy là một góc kê trước quá đẹp. Và giờ thì chuẩn bị đánh bom xe A cơ bản. Hiệp tiếp tục là người bắn trong bom xe A. Vâng, với khả năng di chuyển tốt của mình thì Hiệp bắn bom xe A nó sẽ rất nguy hiểm. Trong khi đó Tony, Sia là hai người kẹp bom xe B. Đây là một quả flash bật tường nảy ra. Và chúng ta xem Sintor đang nhìn thẳng vào. Thêm một quả smoke che main nữa được ném ra đến từ vị trí của Sintor. Giờ thì Hiệp sẽ back về để hỗ trợ cho Sintor. Khi mà mất cầu ọp thì cái này sẽ là rất nguy hiểm. Sintor có double kill gà của Kaiser. Bây giờ thì Sintor đã bị quay. Sintor có triple kill rồi. Sintor có quả là cái bột quả ấy. Vâng, đó là một tình huống hay đến từ Sintor. Không thể tin được, một tình huống bắn ọp quá hay ở một cái tốc độ cực kỳ cao đến từ vị trí của Sintor. Vâng, một rào thắng đơn giản. 2-1 dành cho Sabertooth. Thực sự Sabertooth họ đang bay. Tất cả các cá nhân đều đang bay. Bắn rất kinh luôn. Họ không còn là họ của tuần trước nữa rồi. Từ trận đấu gặp Ultimate đến những cái trận đấu này, tôi nhìn thấy rằng Sabertooth họ đang bắn rất tự tin vào bản thân của mình. Vâng, một pha A đến từ Sintor.
Giờ thì Hiệp tiếp tục là người solo A. Các bạn thấy Hiệp bắn solo A rất tốt. Và giờ thì ai đang đẩy qua smoke? Ducklord có vẻ như đẩy qua smoke rồi. Bây giờ thì Ducklord, Ducklord nằm xuống bởi Hiệp. Một tình huống bắn rất lỗi đến từ Ducklord. Bây giờ thì Grey Guy đang móc Huy AK. Và chúng ta xem tiếp tục là một tình huống bắn rất không tốt đến từ vị trí của Grey Guy. Huy AK là người có mạng. Bom đang được chuẩn bị đánh bom xe A. Trong bom xe A đấy đang là một vị trí của Hiệp. Hiệp đang người solo A. Khi đây là một round Unico. Bây giờ thì CA có mạng của Colombo. Một tình huống Colombo nhá ra check. Tuy nhiên thì Huy AK kê một cái khe rất đẹp. Tiếp tục thì Huy AK có được một kill riêng mình. Và bây giờ thì Hiệp cũng có cho mình hai mạng. Kết thúc round đấu với tỷ số 3-1 dành cho team Cybertooth một cách khá là dễ dàng. Vâng, bom xe A là cái vị trí cực kỳ khó canh, nhưng Hiệp đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Bây giờ xem một round full buy của Thrid. Craig Guy yếu tiền và lên cho mình một khẩu UP-45. Với khẩu UP-45 này thì Craig Guy sẽ không phải là một round mà Craig Guy chủ động đi pick người nữa, mà khả năng rất cao đây là một round đấu mà Craig Guy sẽ kê đẩy hoặc là bắn láo đẩy qua smoke rồi. Vâng, quả lửa ném lên tầng 2 rất chính xác, không ai kê dưới. Và giờ chúng ta hãy xem Xin tiếp tục bắn off mid. Xin đang bắn off mid rất khó chịu. Với khẩu off mid của Xin, Xin đang gây sự khó chịu rất lớn. Tí nữa khả năng cao Crazy Guy cũng sẽ bắn off mid thôi. Vâng, vừa một pha bị ăn đục xuyên qua tường thép trúng mồm đến từ vị trí của Colombo. Giờ thì bắt đầu chiếm mid. Kaiser sẽ là người ra mid cao. VK lại cương gần. Hôm nay VK đang bắn rất vào form. Những tình huống bắn chắc tay đến từ VK luôn luôn đổi được mạng, thậm chí làm 2, làm 3. Bây giờ thì Hiệp tiếp tục lại đẩy bom xe A. Các bạn để thấy lại một lần nữa Hiệp đẩy bom xe A, báo A clear. Xin tỏ ra hỗ trợ cho VK. Các bạn để thấy bây giờ thì VK lộ vị trí rồi. VK có mạng của Stalker. VK lại lần một quả smoke thay đạn. Ui, bây giờ thì VK có double kill riêng mình. Thực sự thì VK đang có trận đấu quá. VK nằm xuống bên đằng lót rồi, nhưng hai mạng đó là một sự quá tuyệt vời rồi. Hiệp tiếp tục đẩy A. Và bây giờ thì Hiệp đang có tình huống đẩy. Bây giờ thì Hiệp đang móc. Ui, vâng, Hiệp lộ vị trí rồi. Một tình huống bắn lỗi của Hiệp. Hiệp trả ra quả smoke, bỏ hoàn toàn bom xe A luôn. Chúng ta xem thêm một quả flash nữa. Bây giờ thì các thành viên, bây giờ thì Xin tỏ có mạng Grey Guy ở mid. Vâng, đang muốn ra đến từ vị trí của Ducklord. Và chúng ta xem, bây giờ thì Xin tỏ chưa có double kill. Ducklord đang quáng đẩy ra mid. Vâng, Ducklord vẫn đang đối đầu. Xin tỏ có một flash đã búp ra. Giờ thì sao? Bây giờ thì Ducklord bắn lỗi. Ducklord có mạng của Xin tỏ rồi. Bây giờ là một tướng 3v2, sẽ là một tướng đánh B. Vẫn đang kẹp 2B rất tốt đến từ Cybertoot. Và giờ thì CR đang đầu súng. Và chúng ta xem CR, CR chưa có mạng. CR có một mạng của Ducklord rồi, trả một quả flash ra. Và bây giờ thì trắng xóa rồi. Vâng, đang lùi bom đến từ CA. Colombo đang tăng vào, không ai biết Colombo tăng vào vị trí đó cả. Bây giờ thì Colombo sẽ phải vào bom. Vâng, bom rơi ở trên ven thì không có cơ hội cho Colombo rồi. Vâng, bom rơi trên lô ven thì Colombo phải bay lên từ nhà được bom. Quyết định xếp súng đến cùng Colombo, đó là quyết định hợp lý rồi. 4-1 dành cho team Cybertooth. Thực sự là VK đang có một ngày thi đấu quá là hay. Một ngày thi đấu quá hay đến từ vị trí của các thành viên của team Cybertooth, và đặc biệt là VK. Vâng, liên tục là những tình huống đứng ở những góc rất khó, nhưng mà VK vẫn có cho mình mạng, thậm chí là hai mạng một cách rất là bình thường. Tất cả VK đang dập tan mọi lời chỉ trích của team dành cho mình trong những thời gian vừa qua. Lâu lắm rồi tôi mới thấy VK thi đấu tốt đến như vậy. Giờ thì sẽ là một tình huống solo A bởi Xin tỏ. Một tình huống ngắm off City Bay. Sẽ là một tình huống ngắm off rất xa, và Hiệp sẽ là người cover cho anh. Và bây giờ thì Hiệp đang được stack lên núi, và chúng ta xem bây giờ thì Hiệp có lộ rồi không? Bây giờ thì Hiệp nhìn đối phương rồi. Đấu súng Hiệp có một mạng trước khi nằm xuống bệnh Craig Guy. Súng rơi rồi, chưa thể nhặt được khẩu M4. Vâng, VK sẽ cường luôn. Và bây giờ chúng ta xem VK solo em với Craig Guy. Vâng, rất tự tin đến từ VK, không việc gì phải ngại cả. Bây giờ thì VK tiếp tục ra. Vâng, không thể nhặt được khẩu M4 trong tình huống rồi, khi khẩu M4 lại rơi xuống bên dưới núi. Giờ thì các thành viên của team Thrid họ sẽ làm gì? Lại tiếp tục stack lên núi. Giờ thì Craig Guy đang quáng ra, và Craig Guy nằm xuống. Vâng, cái chết rất là thê thảm. Một tình huống Xin bắn dụng Craig Guy trên núi xuống. Giờ thì team Thrid lại tiếp tục gặp khó trong round này. Họ còn 3 người, nhưng họ không có súng to, họ cũng không có nhiều bom. Và đặc biệt là họ chỉ có cho mình những cái giáp 1 mà thôi. Giáp 1 mà khi gặp những khẩu M4 thì nó sẽ là một viên vào đầu, chết luôn, không bao giờ sống được. Và giờ thì các thành viên của team Cybertooth họ chuẩn bị đánh bom xe A. Vâng, đang như vậy là bắt đầu tràn ra bom xe A rồi. Và chúng ta sẽ VK đẩy vào. VK chết chay, nằm xuống 7 cái sở. Một tiếng 3v3. Bây giờ thì Xin tỏ đang kê lại chờ đồng đội đi tách bom. Vâng, bom xe A là một bom đi tách dễ. Và bây giờ thì Xin tỏ đang chọn một vị trí an toàn hơn rồi. Vâng, cái sở đang cố gắng pick người. Một tiếng này chờ quả smoke tan, bắt đầu ném bom vào. Lửa được ném vào, lại một quả lửa lỗi nữa. Vâng, các thành viên tìm sao tốt họ ném lửa lỗi rất nhiều. Bây giờ thì bắt đầu tràn vào không. Stalker chuyển đổi một mạng là thành công rồi. Bây giờ Stalker nằm xuống bởi tôi đi. Colombo có được một mạng của CA. Bây giờ thì Kaiser nằm xuống bởi Xin tỏ. Bom kín rồi, khó cho Colombo. Colombo đỏ máu rồi. Và bây giờ chúng ta xem Colombo nằm xuống bởi tôi đi. 4-5-1 dành cho team Cybertooth.
Thực sự thì Sài Gòn họ đang thi đấu rất hay, kể cả cái map Kage, map pick của đối phương. Và họ thi đấu rất nhịp nhàng từ bom xe A đến bom xe B, đến cả khu vực của mid nữa. Và tỷ số đang là 5-1. Một round đặt bom thành công và Thrid bây giờ đang có rất nhiều tiền. Krigai đang có tín hiệu cay. Có tín hiệu cay từ Krigai khi anh quyết định lên cho khóa học để bắt bằng được thanh niên xin đỏ. Từ đây giờ xin đỏ bắn dụng Krigai hơi nhiều mid rồi đấy. Cũng bây giờ thì có lẽ Krigai sẽ gọi hội. Chúng ta xem có vẻ như Krigai không, Colombo là người đi B. Krigai vẫn là người sẽ đi mid thôi. Vậy là Krigai đang đứng ở nhà đục. Một tiếng đục. Đục rất nhiều đạn đến từ Krigai các bạn thấy. Rất là cay cú khi mà xin đỏ vừa nãy đứng ở cái khu vực linh đấy bắn dụng Krigai rất nhiều lần. Krigai quyết định làm một băng ngọt để đục vào vị trí linh luôn. Và bây giờ thì các bạn lại thấy lại một điều nữa, đó là hiệp lại đẩy vào trong khu vực này, lại đẩy vào khu vực A-main đến từ hiệp rồi. Với những tình huống đẩy A-main như này, hiệp tiết kiệm được rất nhiều bom. Và bây giờ chúng ta xem hiệp có mạng không. Bây giờ thì hiệp đối đầu Stalker, và như vậy là hiệp va gục Stalker hay không, trả ra quả sấm bốc rất bình tĩnh. Thêm một lửa nữa, hiệp vẫn đang đứng đây. Và bây giờ thì bắn đi ra, bây giờ thì hiệp nằm số 7 Dark Lord rồi, chỉ có một mạng mà thôi. Có tràn ra bom xe hay không, bắt đầu bách về đến các thành viên của team Cybertooth. Flash được trả ra rồi, một quả Flash bốp giấy đồng đội. Giờ thì Huyaka đang solo em ở khu vực cửa xanh, rất tự tin đến từ Huyaka. Khu vực A-main vẫn đang, khu vực A vẫn đang được kê. Giờ thì xin đỏ đang lùi lại, Huyaka vừa lộ vị trí rồi. Xin đỏ có mạng Krigai, bây giờ thì Huyaka đầu xuống. Huyaka nằm số 7 Kaiser, 3v3. Vâng, 3v3, Kaiser vừa bị bắn yếu còn 41 máu. Xin đỏ cũng không có nhiều máu cho lắm. Giờ thì sẽ là một tình huống cứu bom đến từ các thành viên của team Cybertooth thôi. Vâng, biết đối phương ở đâu, Sia biết đối phương. Và bây giờ Sia hạ gục Kaiser thành công. 3v2, không còn lửa, chỉ còn một quả flash thôi. Sẽ không còn là flash được bút vào trong bom để đi tech. Bây giờ có flash ném vào, mù đến từ vị trí của Colombo. Vâng, tràn nó mê tốt, cứu bom thì sẽ là một tình huống dễ hơn. Bây giờ thì Colombo nhìn thấy đối phương rồi, Colombo có mạng của xin tỏ. Bây giờ bom được gỡ luôn. Và bây giờ không ai chết cả trong khu vực mê tốt. Vâng, như vậy là Colombo kết thúc được tổ đi. 2 năm dành cho team Trip. Không check mê tốt, rất dị tình huống vừa rồi. Không check mê tốt mà lại gỡ bom luôn. Trong tình huống rồi đáng nhẽ nếu hạ gục được Method thì mọi thứ nó khác. Tuy nhiên thì một thanh niên kê lại kê khu vực A-main. Rất là sai lầm trong tình huống vừa rồi. Bằng bom kín thì làm gì có chuyện lại không có Method. Mà tại sao hai ông tướng lại vào không trích Method, lại kê A-main. Bằng bom đấy thì A-main làm sao mà bắn được. Rất dị luôn. Không trích Method, bom thì lại đặt kín. Tuy nhiên vẫn đủ tiền để full buy. Và bây giờ thì Tony đối đầu Krigai. Có vẻ như Krigai biết điều gì đó. Và bây giờ thì Krigai có mạng của Tony. Vâng, Tony nằm xuống với cầu họp. Krigai đang rất tự tin. Và xin tỏ không bắn họp nữa rồi. Tỷ số đang là 5-2. Colombo lại một lần nữa bỏ bê. Bây giờ thì Colombo nằm số 7 CA. Một tiếng bỏ khá hay. Xin tỏ của Kaiser khu vực cửa xanh. Trên khu vực tầng 2 vẫn đang có là vị trí Hoàng Hiệp. Nếu anh bom xe nào thì huống này khả năng rất cao là Hiệp sẽ có cho mình một mạng, ít nhất là một mạng, thậm chí có thể là hai mạng. Bây giờ thì bắt đầu bỏ ra bom xe. Bây giờ thì Hiệp nhìn thấy rồi, Hiệp có một mạng rồi. Hiệp chưa có đâu kìa. Tiếp tục kìa AK cũng đắc lót. Khó cho các thành viên của team Tennis rồi. Chỉ một mình Krigai là người có mạng rồi. Các bạn thấy Stalker lại có một trận đấu nữa rất thọt. Có vẻ như Stalker đang bị một vấn đề tâm lý rất lớn. Trận trước thì em nó đã bắn quá thọt rồi. Và trận này thì em nó đang 007. Vâng, em nó đang trở thành điệp viên 007. Tuy nhiên mình xem phim thì mình thấy rằng rõ ràng thằng điệp viên 07 nó bắn lục kinh lắm. Tuy nhiên thì Stalker hôm nay không như vậy. Và Huyaka kết thúc round đấu khi có cho mình double kill. Tỷ số là 6-2 cho Cybertooth. Thrid yếu tiền rồi. Quá khó cho Thrid. Vâng, trận đấu hôm nay Thrid họ đang gặp rất nhiều vấn đề. Khi mà đây là một cái trận đấu mà các thành viên team Cybertooth họ thi đấu rất bay. Từ bom xe A đến bom xe B đến cả khu vực mid, tất cả các vị trí đều thi đấu tốt. Trong khi đó điệp viên 07 của team Thrid thì vẫn đang chưa tỏa sáng được. Nên tôi xem vi rõ ràng thằng 07 bắn lục kinh lắm. Có lẽ là round này khả năng cao thắng khi mà tôi thấy Stalker đang cầm khẩu PA50. Tuy nhiên thì hình như trong phim tôi xem là tôi thấy thằng đấy tốt toàn bắn USB lắp giảm thanh cơ mà. À đúng rồi, Stalker trận này không có USB lắp giảm thanh nên bắn nó rơi không hay. Tí nữa đáng nghe phải bảo mấy ông CDSI là cho Stalker một khẩu USB giảm thanh thì may ra mới bắn được. Chứ tầm này hơi khó. Bây giờ Krigai đang quăng pick người với khẩu ọc của mình. Chúng ta xem. Đang di chuyển rất tự tin đến từ Krigai. Bây giờ thì đẩy hoàn toàn A rồi. Các bạn thấy Hiệp biết báo hẳn bom B. Ôi góc kê đẹp đến từ Tony. Và Krigai lần này nằm xuống khi mà Tony góc kê quá đẹp. Giờ là một tiếng bốc máy đến từ Huyaka. Chúng ta xem. Bây giờ Huyaka hạ gục thành công được Colombo. Huyaka có đã một kết thúc round đấu với tỷ số 7-2 dành cho team Cybertooth. Một round đấu với Hiệp đẩy rất sớm, bắt bài, báo A clear. Một tiếng đẩy núi đến từ Hiệp, nghe thấy toàn bộ thông tin, nghe thấy hết toàn bộ những thông tin của các team thành viên team Cybertooth back về B. Sau đó báo về và các thành viên Cybertooth cho chỉ việc làm một điều thôi, đó là họ bắn 4B trong tình huống vừa rồi. Vâng, 4 quay B thì làm sao mà đánh được B. Giờ thì sẽ là một round full eco đến từ team Thrid. Quá khó cho Thrid rồi.
Chúng ta cùng xem, như vậy là chuyển thành điệp viên 008 rồi. Và bây giờ thì xin đỏ có mạng cây sơ khu vực cửa xanh. Vâng, bắt đầu của đích tràn ra. Xin đỏ có double kill kia, không vươn được click này. Huy AK có mạng của Đắk Lót ở mid. Vâng, thực sự đang quá bay đến từ team Saber Tooth. Giờ thì Hiệp đang ý định đẩy vào. Bây giờ thì đấu súng, Hiệp có cho mình một mạng của Sucker. Và Hiệp có vẻ như nằm xuống. Vâng, ăn hai viên Glock vào mồm đến từ vị trí của Colombo. Giờ thì xin đỏ sẽ làm gì đây? Vâng, xin đỏ lộ vị trí rồi. Bây giờ thì back về, vâng, lại thêm một viên Glock nữa vào mồm. Huy AK vừa bách về ăn một viên Glock vào mồm, các bạn thấy Colombo bắn khó chịu như nào. Và như vậy là Colombo nằm xuống bởi Huy AK. Thực sự dù Colombo đã nằm xuống nhưng khả năng bắn Glock của Colombo thật sự là kinh khủng. Hai viên Glock đều vào mồm của Hiệp, sau đó thêm một Glock nữa vào mồm của Huy AK. Tỷ số bây giờ là 8-2 cho CyberTooth. Bây giờ điệp viên 07 đã chuyển thành điệp viên 009 rồi. Rất khó. Thực sự Stalker đang bị một vấn đề rất lớn về tâm lý. Quá lớn. Trận trước thì em nó bắn rất thọt rồi. Trận này thì không biết ai gánh em đây, khi mà không ai bay cả. Colombo vẫn đang thi đấu tốt với 9 frag. Bom xe A luôn là cái bom canh khó nhất. Tuy nhiên thì các thành viên của team CyberTooth họ đang có Hiệp là một player bắn bom xe A cực kỳ dẻo, linh hoạt, hiệu quả. Huy AK lại có một tiếng đẩy vào trong smoke rồi. Giờ thì chúng ta xem bây giờ Huy AK nằm xuống với Đắk Lót. Thực sự Đắk Lót là một player rất kinh nghiệm tình huống rồi. Các bạn thấy Đắk Lót rất kinh nghiệm. Giờ thì xin tỏ sẽ là người solo mid. Bây giờ sẽ là một đường đánh bom xe A. Vâng, Hiệp đang đứng ở trên cái thục trắng. Giờ thì Hiệp đang đứng thẳng lên phía nóc thục đỏ luôn. Cương skill đến từ vị trí của Hiệp luôn. Sau tốt họ đang bắn CD side rất hay ở map thiếu này. Khá là bất ngờ. Thực sự thì mấu chốt nó nằm ở bom xe A. Bây giờ thì xin tỏ tiếp tục có mạng của Đắk Lót ở mid rồi. Kaiser vẫn đang gây một sự khó chịu của bom xe A. Có một smoke ném ra, tuy nhiên thì không ai hỗ trợ anh cả. Bây giờ là một tiếng móc mid và xin tỏ lộ vị trí. Xin tỏ nằm xuống bên Grigai. Hiệp bây giờ thì biết Grigai đâu rồi. Và như vậy là Hiệp đổi được một mạng Grigai. Hiệp yếu máu rồi. Và chúng ta xem Hiệp sẽ cố gắng giữ cái mạng này. Bây giờ thì đẩy thẳng qua mid đến từ vị trí của CR. CR ok mid hay không? Bây giờ là chưa có một tiếng móc máy. Lại một tình huống ném lửa nữa. Từ nãy giờ thì các thành viên của team CyberTooth họ ném lửa lỗi rất nhiều. Và như vậy quả lửa lần này chính xác. Và Stalker bây giờ là yếu máu rồi. Stalker vẫn chưa có một mạng nào cả. Bây giờ thì cơ hội để Stalker có được một mạng đầu tiên. Bây giờ không như vậy, Stalker được Kaiser là người được tin tưởng stack lên. Kaiser hạ gục Hiệp rồi, 2v3. CyberTooth vẫn đang cố gắng đi tech bomb. Bây giờ thì họ sẽ đẩy vào bách một lần, một mạng đến từ Tony. Bây giờ thì Tony sẽ làm gì đây? Vâng, Tony biết đối phương rồi. Tony có double kill, bom kín mà. Vâng, bom kín mà. Bây giờ như vậy là Colombo có một mạng rồi. Vâng, Colombo có double kill, kết thúc nào đấu thì số 39 dành cho team Tarit. Vâng, như vậy là vẫn chưa có mạng đến từ vị trí của Stalker. 0-0-10 rồi. Thực sự là quá khó cho em nó. Một trận đấu, một cái áp lực trận cực kỳ lớn. Lần đầu tiên Stalker thi đấu một cái trận chung kết tại một cái giải đấu LAN, mà đó lại là một chung kết giải pro. Bây giờ Stalker đang gặp một vấn đề rất lớn. Và bây giờ sẽ là key round trận đấu. Nếu thua round này, Thrid sẽ rất yếu tiền chứ không phải yếu tiền. Bây giờ thì nết được trả ra. Các bạn thấy quả nết được ném rất sâu. Colombo dù đứng rất xa cũng mất cho mình 30 máu tình huống vừa rồi. Bây giờ thì Colombo đang trả lại một quả nết. Vâng, cấu lại được 19 máu. Coi như là lấy lại phần nào. Hồi vốn thôi. Cố gắng hồi vốn, không hồi vốn được. Xin tỏ tiếp tục là người bắn off. Bây giờ thì Huy AK đang là người solo ở mid, đứng bao cát, rất cục đến từ vị trí của Huy AK. Tuy nhiên thì từ đầu round giờ đây là round thứ 11 thì Huy AK bắt đầu bị đứng bao cát. Vì vậy đối phương sẽ rất khó để check được anh. Sia với Tony vẫn là bộ đôi kẹp B. Chỉ có một mình Colombo là người kê B mà thôi. Bây giờ thì xin tỏ lộ vị trí rồi. Chưa có mạng đến từ xin tỏ, đang lùi ra. Vâng, xin tỏ sẽ là người solo A. Hiệp sẽ là người back hỗ trợ cho anh. Bây giờ thì lửa ném ra, vâng, lại một lần nữa Huy AK ném lửa lỗi. Huy AK muốn ném quả lửa để cháy vào bên trái. Tuy nhiên thì quả lửa lỗi lại rơi vào chân núi trong tình huống vừa rồi. Giờ thì Huy AK đang ngồi rất điếm, bom đang được di chuyển về B. Một mình Kaiser sẽ là người fake A rồi. Sẽ là một thường đánh B. Bây giờ thì các thành viên của team CyberTooth họ đang kẹp 2B. Sia có tỏa sáng được không? Biết đánh B rồi. Bây giờ chúng ta xem Sia. Một mạng đến từ Colombo. Sia đổi được một mạng. Sia có được một kill riêng mình. Bây giờ Sia nằm xuống. Stalker hạ gục thành công Sia. Huy AK nằm xuống bởi Đắk Lót. Một tiếng nhảy quá vội vàng đến từ Đắk. Bây giờ thì tiếp tục Đắk Lót có được một kill riêng mình. Còn lại một mình xin đỏ mà thôi. Có lẽ là một tiếng xếp bọc đến từ xin đỏ thôi. Khi mà các thành viên của team CyberTooth họ đã bắt đầu yếu tiền. Quá khó. Mạng đầu tiên đến từ Stalker. Vâng, như vậy là mạng đầu tiên đến từ Stalker. Một mạng rất quý giá. Xin đỏ bây giờ lại ra mid. Xin đỏ vừa lộ vị trí rồi. Bây giờ xin tỏ đang khá cục, muốn bắt được Kaiser.
Các bạn thấy bây giờ thì xin tỏ có mạng Kaiser, một tình huống nhá của Kaiser, nhưng xin tỏ không còn đứng linh nữa, xin tỏ đổi vị trí rồi. Bây giờ thì xin tỏ đang cố gắng bắt thêm súng để cho các thành viên Drit yếu súng. Đắc Lót đang thì cũng bắt bài. Đắc Lót sẽ chủ động di chuyển về đâu đây? Bây giờ Đắc Lót đang cố gắng ra main và xin tỏ đã chồng mông vào khu vực A main. Xin tỏ liệu có nghĩ đến đối việc đối phương móc mình hay không? Bây giờ thì có vẻ như Đắc Lót sẽ có mạng khi mà xin tỏ đứng giữa đường. Và như vậy là xin tỏ ăn cũng Đắc Lót rồi. Vâng, xin tỏ nằm số 7 Stalker, mạng thứ hai đến từ vị trí của Stalker trong trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số đang là 4-8 anh cho team Drit. Bây giờ sẽ là round eco. Eco đến từ team Cybertooth. Nếu trong tình huống rồi xin tỏ xếp được khẩu họng thì mọi thứ nó khác khá nhiều. Đây là một round đấu mà team Drit có một round thắng nhưng họ khá là vất vả. Họ lại yếu tiền rồi. Bây giờ thì họ đang định đánh B. Một tình huống có định đánh Mo CB không? Một mình Tony đang người solo B. Tony round này không có Deagle, chỉ có một khẩu PA50 thôi. Rất khó cho Tony. Đang chủ động bắn 4A cho team Cybertooth trong tình huống này. Bây giờ thì hai quả lửa ném trong bom, rất nhiều bom ném vào. Giờ thì bắt đầu tràn vào. Tony có một bàn. Tony có một kill trước khi nằm xuống về Đắc Lót. Các bạn thấy cả bàn PA50 của Tony thực sự là kinh khủng. Vòng 3 viên PA50 làm hai cái mồm. Không thể có một tình huống bắn tốt hơn. Giờ là tiêu 4-3 có thể đi tích bom được. Và bây giờ thì khu vực ven đã được clear rồi, cần phải xuống chiếm ven đến từ team Cybertooth. Ven đã clear rồi, đối phương smoke như vậy là clear rồi. Và giờ thì sẽ là một tình huống đi tích bom. Drit họ đang đứng khá tù khi họ đứng đến hai trong bom. Và bây giờ thì bóc máy và Clay Guy vừa có được mạng của Sintor. Bắt đầu tràn xuống khu vực ven. Bây giờ thì Đắc Lót có mạng của Sia, đổi được một mạng đến từ Huyaka. Clay Guy có được một kill giữa mình, chỉ còn lại một mình Huyaka mà thôi. Quá khó, bây giờ thì Huyaka khả năng cao sẽ nằm. Một quả flash vào Huyaka nằm xuống bên Clay Guy. 5-8 anh cho Drit. Tuy nhiên thì họ cũng mất cho mình 3 súng trong đầu đấu vừa rồi. Vâng, 5-8 anh cho các thành viên team Drit. Bây giờ là một round full buy từ Cybertooth. Bây giờ thì nếu mà Cybertooth thắng được cái round đấu này thì khả năng cao là round sau Drit họ sẽ yếu tiền. Nhưng round sau lại là last round rồi thì yếu tiền thì cũng vẫn là một round full buy thôi, không phải là một round eco, chắc chắn là như vậy. Bây giờ là một tình huống mà chính Cybertooth mới là người yếu tiền. Họ đang không có nhiều bom, họ không có lửa. Họ đang có chỉ có những quả smoke thôi, giáp 1, hai cái kit. Vâng, thế là đủ. Huyaka nấp rất điếm mà góc này nếu ăn một quả lửa vào thì Huyaka sẽ sấp. Bây giờ thì Krigai sẽ check Huyaka rồi. Vâng, Krigai. Bây giờ thì Huyaka nằm xuống bởi Krigai rồi. Vâng, các bạn thấy Krigai bắt bài rất nhanh sau những cái round đấu check cực kỳ kỹ. Bây giờ thì chuẩn bị có đánh B hay không? Cybertooth họ đang kẹp cương 2B gần. Vâng, cương 2B gần. Giờ thì như vậy là Stalker nằm xuống bởi xin tỏ rồi. Vâng, xin tỏ đang làm gì đây? Xin tỏ nằm xuống bởi Krigai, các bạn thấy Krigai rất kinh nghiệm. Giờ thì Krigai lộ vị trí. Sia có mạng combo, đẩy ra và gục được đối phương. Tony có được một mạng mà thôi. Bây giờ Sia đâu súng. Sia đang bị quay, khó rồi. Sia nằm xuống bởi Krigai, quá khó cho Sia thì cũng rồi. Giờ chỉ còn một mình hiệp mà thôi. 1v2 hiệp sẽ cố gắng clutch được tình huống này. Khi round sau lát nào sẽ một round full buy thôi. Hiệp đang sẽ cố gắng clutch được tình huống này. Bây giờ thì chạy qua lửa hay không? Như vậy hiệp quyết định walk. Krigai vẫn chưa biết hiệp ở đâu. Hiệp đang walk rất trì. Chưa ai biết hiệp ở phía City Bay. Krigai vẫn đang lo lắng. Và giờ chúng ta xem liệu có là một tình huống 1v2 đến từ vị trí của Captain Hiệp hay không. Giờ thì Hiệp bò vào. Vâng, lộ vị trí rồi. Báo vị trí đến từ vị trí của Kaiser. Hiệp có một bàn nhưng Kaiser đổi mạng thành công. Tỷ số là 6-8 anh cho Drit. Vâng, những round đấu comeback rất mạnh mẽ đến từ team Drit trong trận đấu ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là round full bài 5 cầu UP15 đến từ team Cybertooth khi mà họ để thua đến 4-5 round liên tiếp rồi. Bây giờ thì họ đủ tiền để lên cho mình, các bạn thấy full súng, full bom, hai kit, giáp giếc đầy đủ. Thực sự là sức mạnh của UP15 là một cái sức mạnh không còn gì để bàn nhiều. Dù rằng đã có nép đi phần nào, tuy nhiên nó vẫn rất mạnh. Giờ thì Hiệp đang kẹp với cả Huyaka. Hiệp nằm xuống với Krigai rồi, không ai biết Huyaka đây. Bây giờ thì đẩy vào. Bây giờ thì Krigai chưa double kill. Krigai có double kill nhưng Huyaka sẽ đổi được một mạng. Huyaka đổi được một mạng Krigai rồi. Bom xe A đã không còn ai, Huyaka cần phải bách VA sớm hơn. Vâng, hai bom xe A đều đã chết rồi mà. Bây giờ thì Huyaka có một khẩu AK. Vâng, đúng cái tên của anh không nhặt AK, anh vác UP15 để retake luôn ạ. Rất là cục. Bây giờ thì bom sẽ đặt. Smoke ném ra rất đi đời. Và như vậy là Stalker có cái mạng thứ 3 của mình cho trận đấu ngày hôm nay rồi. Thành công lớn. Vâng, Huyaka không nhặt AK. Dị thật. Tên là Huyaka mà lại không nhặt AK, lại quyết định vác UP15 để vào retake. Quá dị đến từ vị trí của Huyaka. Giờ là last round rồi. Vâng, lửa ném ra, đẩy đối phương ra. Stalker yếu máu. Stalker có double kill. Stalker có triple kill và 7-8 dành cho Drit. Vâng, 7-8 dành cho các thành viên của team Drit. Vâng, khẩu AK của Krigai rơi ở mid. Huyaka không nhặt.
quyết định cầm UP5 vào. Khá là dị. Stalker với Kaiser là hai người đang thi đấu không tốt ở trận đấu này cho lắm. Trong khi đó 3 player còn lại vẫn thể hiện đẳng cấp của mình. Bên này thì xin tỏ đã có một trận đấu quá hay với 19 frag. VK cũng có cho mình 13 mạng và 4 MVP. Và bây giờ Rapiston. Vâng, sai một chút thì họ vẫn thường thua cái Rapiston bên T-side này rất nhiều lần rồi. Và liệu lần này có thế hay không? Trong trận đấu Ultimate thì họ thua 2 Rapiston, tuy nhiên họ thắng 2 round tiếp theo. Giờ thì là một tình huống tràn mid cao rồi. Ai đang là người bắn mid? Kregai solo A, Stalker solo B, đẩy 3B rồi. Biết B clear đến từ các thành viên của team Thrid rồi. Vâng, đẩy 3B, không ai kê B đẩy. Và sẽ là một tình huống các thành viên của team Cybertooth họ sẽ bị móc thôi. Khả năng rất cao là như vậy. Vâng, móc máy đến đây rồi. Bây giờ thì bắt đầu tràn mid. Vâng, Cybertooth nghe đấy rồi. Thrid đang chạy rất to tiếng. Và bây giờ là một tình móc mid. Bây giờ thì một mạng đến từ vị trí của Sia. Stalker là người nằm xuống, móc A rồi. Giờ thì có mạng không? Đắc lót chưa có mạng. Vâng, cái gì vậy? Vẫn chưa ai biết Đắc lót đây. Đắc lót có được một mạng của Tony. Vâng, bây giờ thì tiếp tục cái gai hạ gục thành công Sia. Các thành viên của team Cybertooth đang góc xứng rất xấu, 3v4 và họ còn yếu máu nữa cơ. Giờ đi đấu súng để ra cái gai. Như vậy là Huyaka có một mạng global. Cái gai đổi được một mạng Huyaka. Giờ thì khó rồi. Đắc lót có double kill. Và bây giờ thì đắc xin tỏ hạ gục cái gai. Xin tỏ nằm xuống bảy Kaiser và tỷ số là 8 đều dành cho team Thrid. Vâng, một tình huống không ai KB đẩy cả. Và hậu quả như nào thì các bạn đều thấy rồi. A-Main bị móc, mid cũng bị móc. Rất là bị động cho tình huống vừa rồi. Một tình huống móc rất nhanh đến từ các thành viên ở team Thrid. Và bây giờ là một round eco khi mà Cybertooth họ vừa có một round đặt bom thành công. Họ đang bắn rất cẩn thận. Full eco để round sau có thể lên được những khẩu AK và giáp 2. Trong khi đó thì Thrid họ đang bắn đội hình đó là 2A, một mid, Kregai luôn là người solo mid. Vâng, Kregai rất tự tin với bản thân mình nên không phải ngẫu nhiên mà em nó solo mid. Thậm chí trong những trận đấu của team Reka, Kregai cũng là người solo mid. Reka trong hôm trước vừa rồi thì Kregai solo mid rất hay. Và bây giờ nhìn thấy đối phương rồi, chưa có mạng, bắn yếu đến từ vị trí của Tony nhưng Đắc Lót là người có mạng. Bây giờ thì tiếp tục double kill đến từ vị trí của Stalker. Kregai hạ gục Huyaka ở khu vực mid, chỉ còn lại một mình đó là vị trí của Sindor mà thôi. Vâng, không gây được áp lực, chỉ bắn yếu đối phương. Cả ba thành viên của team Thrid đều còn máu, 24, 45 và 32 máu, không có một mạng nào cả. Còn Đắc Lót thì tí tôi vẫn phải xem lại profile khẩu 4A4 này là khẩu 4A4 Hazard rất đẹp. Khẩu này là cái khẩu mình dự đoán không nhầm là khẩu FN. Giờ thì Kaiser lộ tiếng. Vâng, Tony vừa nghe thấy một tiếng tham súng đến từ Kaiser. Và bây giờ thì Kaiser Colombo chết vì Kaiser. Các bạn thấy Kaiser vừa gây tiếng, Kaiser lại còn không check kỹ. Tình huống vừa rồi Kaiser không check kỹ ở khu vực bên trái ven và lại còn để lộ tiếng nữa chứ. Bây giờ thì một mình xin đỏ sẽ làm gì đây? Vâng, Kaiser đã biết xin đỏ đâu rồi. Một tình huống thí bồ rất là hay đến từ Kaiser. Và giờ thì Kaiser xin tỏ cần phải nhanh hơn để round sau có thể là một round full buy. Không thì anh sẽ không được cộng tiền. Xin tỏ đang làm cái trò gì vậy? Vâng, em đang nghĩ gì vậy? Round sau không được cộng tiền. Vâng, xin tỏ đang làm gì vậy? Bây giờ thì chúng ta xem xin tỏ đấu súng rồi. Ôi, như vậy là xin tỏ không được cộng tiền rồi. Rất nhọ cho thành niên xin tỏ. Tự nhiên lại đi xếp khẩu Deagle làm cái gì? Trời ạ, một sai sách quá sai sách luôn. Bây giờ thì xin tỏ có được cho mình thêm một mạng của Đắc Lót trước khi như vậy là được hai mạng của đối phương thôi thì chấp nhận được. Vâng, vẫn tạm chấp nhận được các bạn ạ. Lao này bắn Deagle, giết được hai mạng, xếp được khẩu súng, không được cộng tiền. Tỷ số bây giờ là 9-8 anh cho Thrid. Đây là một round full buy đến các thành viên của team Cybertooth. Có vẻ như Cybertooth họ muốn đánh A luôn. Trong khi đó đây là một tiếng đẩy A-Main đến từ team Thrid. Không, đó là một tiếng stack đến từ hai player team Thrid. Có ai spam hay không? Không có ai spam cả theo tham minh cả. Vâng, không biết có nghe thấy gì hay không. Tuy nhiên ở vị trí trên tầng 2 là một vị trí rất đẹp. Stalker đang vị trí đứng rất đẹp. Bây giờ thì Kregai có được một mạng. Stalker đổi được một mạng của Sin trước khi nằm xuống về Sia. Giờ thì trả là bom, cả hai thành viên của team Cybertooth đều yếu máu. Giờ thì khó rồi. Hiệp vừa có một mạng Kregai. Bây giờ thì Sia hạ gục được Đắc Lót thành công 2v2.
Chúng ta xem Hiệp có tỏa sáng hay không. Quả đét, úi giời ơi, bảy máu. Bây giờ thì Hiệp đẩy lên, tham minh rất chuẩn. Hiệp vào gục được Kaiser, Colombo đổi được một mạng của Hiệp. Giờ thì tiếng 1v1, chỉ còn một mình Sia mà thôi. Sia sẽ làm gì đây? Sia thường Sia sẽ đặt bom. Sia là một phong cách chơi theo kiểu tay to. Như vậy là quyết định đặt bom đến từ Sia rồi. Sia thì luôn luôn là tình huống đặt luôn. Bây giờ thì Sia đối đầu với Colombo. Sia đang bò ra, Colombo đang là người kê trước. Hai phong cách khác nhau. Và bây giờ thì Sia kết thúc được Colombo. Tỷ số là 9-0 dành cho team Sài với Tút. Thrid yếu tiền rồi. Vâng, Thrid yếu tiền rồi và khả năng cao họ sẽ eco một round. Không thể, không nên full buy trong những round đấu như này với số tiền rất là dở dương dương như này. Các bạn thấy 1.700, 1.800, 3.400, 3.000 full buy sẽ là một cái điều không hợp lý. Tỷ số đang là 9-0. Vâng, trận chung kết đang diễn ra đúng như mong muốn của khán giả, gay cấn và hấp dẫn. Giờ thì có vẻ như Sài Tút họ quyết định đánh B. Họ đang chủ động đi 3B từ đầu để đấu súng. Hai đi mid mà thôi. Đây là tình huống 2A, 2 mid sẽ kê đầy. Vâng, một người được stack lên núi. Trong khi đó thì người cầm bom đó là Tony. Tony sẽ lùi về. Vâng, Tony sẽ lùi về B cùng đồng đội. Như vậy tôi vẫn chưa hiểu tại sao Tút họ muốn làm gì, họ đi 3B từ đầu. Có lẽ là một tình huống đi 3B để kê đẩy ư? Bây giờ thì họ bắt đầu ra mid. Kregai vẫn đang rất tự tin khi mà đứng ở vị trí bao cát. Bây giờ thì một quả lửa thôi. Bây giờ thì Kregai nằm xuống về xin thỏ. Vâng, cầm USP đứng bao cát thì thực sự trong đời tôi cũng chưa nhìn thấy nhiều. Có vẻ như Kregai quá tự tin thì đúng rồi. Tại vì cái vị trí bao cát là vị trí đấu skill nhiều nhất và đặc biệt là dễ ăn lửa. Giờ thì tràn nó bom xe B. VK với Tony có cho mình mỗi người một mạng, bom xe B đã thùng. Tỷ số sẽ là 19 dành cho team Sài Tút. Đặc biệt là họ không mất súng. Họ sẽ có cho mình rất nhiều tiền trong những round đấu tiếp theo. Một PA50. Bây giờ thì đẩy thẳng qua smoke. Và bây giờ thì Tony chưa có double kill. Vâng, bây giờ thì có vẻ như Tony khả năng cao có thể nằm xuống. Và chúng ta xem, Tony nằm xuống bởi Stalker rồi. Đuổi bố mới này. Giờ thì làm một tình huống 4v2. Tuy nhiên thì còn lại 4 khẩu AK và không nên để mất súng là được. Có lẽ là như vậy. Vâng, tỷ số là 19 dành cho team CyberTut. Như vậy là Dark Lord vừa bị hạ gục bởi Xin Thỏ. Cũng là một tình huống toát mồ hôi khi mà Xin Thỏ còn cho mình có 19 máu mà thôi. Giờ thì đang một tình huống muốn nhặt súng đến từ vị trí của Stalker. Vâng, như vậy là nhặt được khẩu UP-15 hay không? Vâng, bom nổ và như vậy nhặt được khẩu UP-15 rồi. Một thèm khát, sự thèm khát khẩu UP-15. Bây giờ thì UP-15 sẽ được drop cho một người khác. Đây có thể là một round full buy đến từ các thành viên của team Thrid. Quyết định full buy rồi, Kaiser lên off để tặng cho Kregai tiếp sao? Khả năng cao rất là tặng với Kaiser, tôi ít thấy Kaiser bắn off. Và như vậy Kaiser là người bắn off chính. Kregai bắn UP-15 rất dị luôn. Và chúng ta xem Kaiser bắn off sẽ làm gì trong tình huống này. Vâng, như vậy là off KB. Off đứng trong bao xe B. Giờ là một round đấu. Vẫn là một đội hình cơ bản 2-1-2. Kregai vẫn tự tin bắn mid, các bạn thấy. Chỉ với một khẩu UP-15 rồi. Kregai bây giờ thì Kregai được cho mượn. Vâng, được cho mượn khẩu M4 rồi. Dark Lord sẽ chuyển sang bắn UP-15 và Kregai sẽ bắn M4. Trong khi đó Stalker là người solo bao xe A đang kẹp 3 2B. Mà Kregai với khẩu 14 thì sẽ dễ bắn mid hơn rất nhiều. Tại vì các bạn hiểu là mid là một vị trí phải bắn tầm xa. Và nếu bắn bằng UP-15 thì rất là khó, khả năng cao là nằm. Cực kỳ hiếm người có thể bắn được UP-15 mà bắn mid được. Đấy mới là một vấn đề. Bây giờ thì sẽ là cứu ra mid. Kregai đang rất tự tin với khả năng của mình. Solo mid một mình, không cần sự hỗ trợ. Và giờ thì các thành viên team Sidetoot họ đang hầu. Có vẻ như tình huống đánh A thôi. Họ đang hầu 2, một trong A, một trong cửa xanh. Bây giờ thì bắt đầu di chuyển đội hình dần. Một mình Tony sẽ là người solo mid. Vâng, Kregai đang nấp điếm. Nấp rất điếm, vị trí này là vị trí rất khó chịu đến từ Kregai. Không lộ súng. Tony cũng đang một tình huống bài tơ. Như vậy Tony sẽ có tình huống móc mid. Bom sẽ đánh A cơ bản. Bây giờ thì chúng ta xem đây. Sẽ là một tình huống tràn ra. Đang kẹp 2A đến từ vị trí của Dark Lord và Stalker. Tuy nhiên thì hai player này đều có một M4 đến từ vị trí của Stalker. Bắt đầu tràn ra chậm. Giờ thì có một flash bút vào. Bây giờ thì tràn vào, VK phát hiện đối phương rồi. VK tăng vào bom. Giờ thì sao? Một bạn đến từ Kregai nhưng VK với bảo Hiệp A cũng thành công hai player trong bom xe A. Giờ thì VK, Tony A cũng được Kregai ở vị trí mid. Smoke được trả ra giữa khu vực linh. Quá khó cho team The Rift rồi. 2v4 sẽ là một tình huống xếp súng thôi. Khi mà Kaiser đang có một khẩu ọp. Vâng, ọp không giáp mà đi cứu bom thì tình huống này chỉ có tự sát thôi. Các bạn hiểu là khi khẩu ọp không có giáp thì ăn một viên các bạn sẽ bị lật tâm. Các bạn lật tâm thì các bạn không bao giờ bắn trúng được đối phương. Thành ra ọp thì thường nó có một cái lợi thế, đó là lợi thế kê trước. Tuy nhiên thì khi mà cứu bom thì các bạn làm gì có chuyện được kê trước. Các bạn phải đẩy vào và đẩy vào nó chỉ bắn một viên là lệch tâm, không bao giờ bắn được. Còn bình thường ọp nếu mà kê trước thì nó sẽ được bắn trước một viên, thì nó bắn trượt thì nó vẫn chạy được. Thế nên đó là lý do tại sao các player bắn ọp, người ta sẵn sàng lên ọp không giáp.
tại vì họ có khả năng kê trước. Nhưng khi mà retake bomb thì nó sẽ là một cái thiệt thế rất lớn. 11-9 dành cho team Cybertooth. Bây giờ thì yếu tiền, vứt orb cho Grey Guy. Grey Guy sẽ lên orb giáp 1. Đây là một round eco đến từ Thrid. Nhưng với khẩu orb ở trong tay Grey Guy thì mọi thứ vẫn chưa biết thế nào một lần. Vâng, thắng được round này cũng không phải một điều dễ dàng. Khả năng cao là nếu mà Cybertooth có thể thua hoặc có thể thắng được round này cũng phải toát mồ hôi. Bây giờ chúng ta xem Grey Guy sẽ bắn orb B như thế nào. Sẽ cố gắng pick người sớm ở B đến từ Grey Guy. Bác orb đẩy luôn, khả năng cao là như vậy. Như vậy có một smoke và một lửa ném ra, đẩy thẳng qua lửa. Các bạn thấy đúng như dự đoán không? Và bây giờ Grey Guy, Grey Guy có mạng của hiệp rồi. Đẩy thẳng qua bom xay lửa đến từ Grey Guy. Lợi thế người dành cho các thành viên của team Thrid từ rất sớm. Giờ thì đang là một tình huống Grey Guy solo B. Bắn 3 Stalker nữa, bắn solo mid. Một mình Kaiser solo mid và Grey Guy sẽ về solo B. Vâng, tràn ra 3. Trong bom xe A thì một mình Globo xuống rồi. Như vậy Stalker vừa nằm xuống, đánh bom xe A cơ bản đến từ các thành viên của team Thrid. Xin tỏ đã lùi lại rồi. Xin tỏ sẽ là player biter tình huống này. Vâng, đang tràn ra bom xe A, bắt đầu tràn vào. Duck Lord có được một mạng, bây giờ thì đổi được một mạng đến từ CA. Vâng, như vậy là bị bắn yếu và với nằm xuống đến từ vị trí của CA rồi. Thực sự là một round đấu khó khăn đến từ các thành viên của team Cybertooth. Và bây giờ thì họ đúng như tôi dự đoán, họ sắp thua rồi. Giờ chỉ còn một mình xin tỏ mà thôi. Xin tỏ sẽ làm gì đây? Bây giờ xin tỏ đang biter. Grey Guy đang góc kê rất đẹp. Xin thì bắt buộc phải làm gì đó. Một tình huống không tạo được áp lực đến từ Xin trong round đấu vừa rồi. Một pha ra bom xe A rất cơ bản nhưng mà không hiệu quả. Đến từ team Cybertooth, họ ra rất là luống cuống, đụng chỗ nhau. Và bây giờ thì Grey Guy nằm xuống bởi Xin tỏ. 1v2, 30 giây có thể làm được. Xin tỏ cần phải nhanh hơn. Và chúng ta xem Xin tỏ. Bây giờ xin tỏ kìa. Vâng, Xin tỏ phát hiện ra đối phương. Bây giờ thì Xin tỏ sẽ đẩy vào. Và chúng ta bây giờ thì Xin tỏ có đã một kill rồi. Cần phải nhanh hơn, bom rơi trong bom. Có thể làm được. Bây giờ là một tình huống nấp rất điểm đến từ vị trí của Dark Lord. Xin tỏ búp ra một quả flash. Vâng, có vẻ như Xin tỏ nằm xuống rồi. Không biết bây giờ thì Xin tỏ nằm xuống về Dark Lord. 10-11 dành cho team Thrid. Tuy nhiên thì họ cũng rơi mất khẩu họp rồi. Và giao sau sẽ là một round full buy rất nhiều tiền đến từ Thrid và cả Cybertooth cũng vậy. Hai team đều đang có rất nhiều tiền. Vâng, vẫn có thể full buy bình thường. Đây sẽ là một trong số những kỳ round cực kỳ quan trọng của trận đấu ngày hôm nay khi mà tỷ số đang là 11-10 dành cho team Cybertooth. Bây giờ là một tình huống ăn đục. Vâng, Duck Lord vừa ăn một đục qua thành ven thôi. Duck Lord bây giờ chuyển về người solo mid và Grey Guy có vẻ như tiếp tục là người đẩy B. Tình huống vừa rồi có vẻ như Duck Lord bị đục ở chân. Một tình huống đục ở T-side ra thì phải. Đục trúng chân. Bây giờ thì hai team vẫn đang chuyển hai đội hình cơ bản 2-1-2. Trong khi đó Cybertooth họ đang muốn ra mid. Họ đang kê 3 mid, một kê cửa xanh và một kê khu B. Như vậy là hai hướng A và B sẽ là kê đây. Còn mid sẽ được đục ra. Ai sẽ là người ra mid? Đứng trên núi giờ đang là Hiệp. Vâng, Hiệp sẽ làm một gì đó. Không ném smoke trái linh. Như vậy là Xin tỏ một Grey Guy ở mid dưới rồi. Các bạn thấy rất tự tin đến từ các thành viên của team Cybertooth. Sẵn sàng vác họp, dập pick họp như chỗ không người luôn. Một pha pick người rất nhanh của Xin tỏ. Duck Lord đổi được một mạng của Captain Hiệp. Giờ thì bắt đầu trả nó bom xe A hay không? Bây giờ thì đang muốn ra bom xe A. Duck Lord trả thêm quả flash. Quả flash rất chính xác và khó chịu. Bây giờ thì Duck Lord vẫn đang lộ vị trí, không có lửa để ném vào đây. Bây giờ thì Duck Lord có double kill JP rồi. Bây giờ thì Duck Lord nằm số 7. CA tràn vào bom xe A. Tiếp tục Stalker có một mạng của tôi đi. Bây giờ thì Stalker nằm số 7 CA. Vẫn nằm thiếu 2v2. Vâng, CA với cả Xin tỏ còn sống. Vâng, vẫn rất khó khăn cho Thrid. Xin tỏ có op. Và bây giờ CA sẽ làm gì đây? Như vậy CA phát hiện đối phương rồi. Bây giờ CA vừa dính vào bom lửa. Bây giờ CA đẩy vào. Tham Minh sai và Kaiser di chuyển lỗi. Colombo đổi được một mạng. Bây giờ CA vẫn chưa nằm xuống. Rất khó chịu các bạn để thấy. Đây là một tình huống cân não. CA đối đầu Colombo. Vâng, CA nhìn thấy đối phương còn 11 viên. Colombo thì hết đạn, đang phải bắn USB. Vâng, vẫn đang là một tình huống trốn tìm. Bây giờ CA. CA nằm số 7 Colombo rồi. Thực sự là tởm đến từ Colombo. Gần như những tình huống clutch 1v1, Colombo luôn luôn là người chiến thắng. Xác suất chiến thắng trong những tình huống clutch 1v1 của Colombo là rất cao. Tỷ số bây giờ là 11 đều dành cho team Thrid. Vâng, hai bên đang giằng co nhau từng round đấu một. Và bây giờ có full bài tiếp hay không? Chắc chắn là team Cybertooth biết rằng Thrid yếu tiền. Như vậy là một round eco an toàn rồi. Lục giáp 1. Đó mới chính là tactic của team Cybertooth trong round này. Rất là nguy hiểm. Khi mà Cybertooth từ nãy giờ họ đục vào bom A, họ đặt được bom xe A rất nhiều. Và Thrid các bạn thấy họ không còn nhiều tiền, rất ít tiền thì đúng hơn. Và nếu thua, bây giờ chuyển thua một round thôi, Thrid sẽ phải eco. Bây giờ là một tình huống bắn đến 3B. Vâng, solo A rồi, một mình Stalker sẽ là người solo A ở xa. Bắt
bài rất chuẩn đến từ Captain Deadlord, các bạn thấy. Một ven và hai trong B. Bắt bài rất chuẩn, lừa được trả ra. Bây giờ thì một bạn đến từ Kaiser, Colombo hạ gục Cody. Một bạn đến từ Hiệp nhưng ngay lập tức thì Colombo có double kill riêng mình. Giờ là thủng 2v3, có đất bom thành công hay không? Vâng, bom đang được di chuyển vào trong bom rồi. Có một súng đến từ vị trí của Captain Hiệp. Và Hiệp phải tỏa sáng. Hiệp lại là người không có giáp, rất nhỏ, có một smoke che CT Bay rất đen. Và bây giờ thì xin đỏ cũng có súng cho riêng mình. Hiệp lại là người không có giáp, bây giờ thì có thêm quả smoke cho bom. Xin đỏ đang có góc đứng one way rất đẹp. Vâng, bây giờ thì Thrid cần phải nhanh hơn, thời gian không còn nhiều, bắt buộc phải ra retake bom đến các thành viên Thrid rồi. Xin đỏ vẫn đang lợi dụng quả smoke, thêm một quả flash nữa được ném vào phía CT Bay. Thời gian không còn nhiều, giờ thì đang cố gắng retake bom, giờ thì tràn ra. Còn Hiệp có được một bạn, Hiệp nằm xuống rồi và Colombo kết thúc thành công. Xin đỏ tỷ số là 12-11 dành cho team Thrid. Tuy nhiên lại một rào thắng nữa mà họ phải toát mồ hôi hột. Tình huống vừa rồi nếu mà Hiệp làm một và nấp đi thì mọi thứ nó đã khác, mọi thứ có lẽ là dễ hơn rất nhiều rồi. 12-11 dành cho team Thrid. Tuy nhiên thì họ lại có mất một rào đấu, mất rất nhiều súng, lại là một rào yếu tiền nữa. Và bây giờ tiếp tục sẽ là một key rào nữa của trận đấu. Các bạn thấy hai team đang giằng co nhau từng rào đấu một, từng rào đấu một, và rào đấu nào thắng cũng là những cái rào đấu toát mồ hôi. Và bây giờ thì Craig Eye đang cố gắng pick người B. Vâng, Craig Eye có một bao của Tony. Bây giờ thì Craig Eye có double kill riêng mình khi Xin Thỏ đã nằm xuống. Rất cục xúc, bây giờ thì đẩy thẳng vào bo xe. Vâng, Stalker đang say đam mình. Và bây giờ thì Stalker. Vâng, Stalker nhìn thấy đối phương rồi. Có nằm xuống hay không? Vâng, khó cho Hiệp rồi. Hiệp đang bị quay. Và như vậy là Hiệp nằm xuống bởi Darklord. Vâng, bắn rất cục đến từ các thành viên của team Cybertooth. Tuy nhiên thì Huyaka nhặt off. Vâng, Huyaka nhặt off thì ra để đối đầu với Craig Eye, các bạn thấy. Rất bất ngờ luôn. Bây giờ thì Huyaka. Vâng, bắn trượt đến từ Craig Eye. Huyaka tăng thẳng vào luôn. Rất là cục xúc, 2v5. Một tình huống Craig Eye pick hai người B rất là nhanh chóng. Và bây giờ thì Huyaka có mạng của Craig Eye rồi. Kaiser đang tiêu mắc máy và Kaiser đổi được một mạng của Huyaka. Những bom đang ở A. Và như vậy là CA nằm xuống bởi Stalker. Tỷ số là 13-11 dành cho Thrid. Một tình huống cục xúc đến từ các thành viên của team Cybertooth không thành công. Và bây giờ có lẽ họ sẽ lại chơi cho mình cái tactic lục giáp 1 thôi, không quyết định vun bài rồi. Có vẻ như Captain Hiệp đang cục, rất cục luôn. Đang mất bình tĩnh đến từ vị trí của Captain Hiệp rồi. Smoke mid được ném ra từ rất sớm. Bây giờ sẽ một round đánh A cơ bản chăng. Lửa được ném ra chặn stack núi. Sau đó thì tràn ra bao xe A gần. Đây sẽ một thùng đánh A cơ bản, rất cơ bản luôn. Darklord và Stalker vẫn đang là hai người kẹp A, sẽ là một tình huống đấu skill rồi. Như vậy là bắt đầu bút flash tràn ra rồi. Đi đầu đang là Xin Tỏ, bây giờ thì sẽ tràn trong bom. Có quả flash để ném ra tốt. Một bạn đến từ Xin Tỏ, trong bài tốt vẫn còn người. CA có cho mình hai mạng, cả mạng đồng đội của mình. Huyaka hạ gục Craig Eye. Vâng, một rào đấu mà các thành viên xem tốt, họ giết đến ba người của team Thrid và một người đồng đội của mình rất từ nhanh chóng. CA có một pha làm double kill luôn khi hạ gục cả địch lẫn cả Huyaka. Tỷ số bây giờ là sẽ là 12-13 dành cho Cybertooth. Xếp súng đến từ team Thrid. Vâng, đào sau thì họ vẫn có thể full buy bình thường. Xếp được hai súng, nó là một quyết định hợp lý. Bao xe A, các bạn để thấy họ đánh ra bao xe A rất nhanh chóng, đục thủng bao xe A với skill cá nhân tay to của mình rất nhanh luôn. Những tình huống ra bao xe A với tốc độ cực kỳ cao. Giờ thì có nhặt off hay không? Vâng, như vậy là Xin Tỏ đi đổi súng. Lãi rồi, quá lãi rồi. UP45 có 1.200 ra đổi khẩu AK thì còn gì bằng nữa. Vâng, bây giờ thì Xin Tỏ, ui, thôi lỗ rồi. Thôi lỗ rồi. Vâng, đang lãi thành lỗ. Đúng là thành niên Xin Tỏ, không biết học tính toán gì cả. Một chỗ này đã check đâu thì cho rằng còn địch cầm dao chạy như chỗ ông người. Vâng, đang lãi được 1.500 đô, tự nhiên mất con bố cả khẩu súng, nên là lỗ mất 1.200 đô rồi. Quá nhọ. Và như vậy là Hiệp quyết định tiếp tục bắn UP15. Tỷ số là 12-13. Đây sẽ là round đấu quyết định của trận đấu ngày hôm nay. Chắc phải 70% là team nào thắng round này sẽ thắng luôn trong trận đấu ngày hôm nay. Mình dự đoán là như vậy. Và Craig Eye vẫn đang là người bắn B. Và các thành viên của team Cybertooth họ có vẻ như họ đang cục xúc, họ đang muốn đục thẳng vào bom Craig Eye. Bò vào rất chậm đến từ Huyaka. Và giờ Colombo đang là người trên ven. Bây giờ thì búp flash tăng thẳng vào. Bây giờ thì như vậy là Colombo nằm xuống bởi Hiệp rồi. Tràn vào bom CB. Giờ thì sao? Huyaka biết Craig Eye đâu. Bây giờ Huyaka phải tăng qua. Chúng ta xem. Bây giờ Huyaka hạ gục Craig Eye. Tony có mạng của Kaiser rồi. Quá khó cho Thrid. Lại xem súng thôi chứ làm sao mà cứu được. Vâng, rất là nhanh đến từ vị trí của Darklord và Stalker. Cầm dao chạy ngay đi xếp súng. Bây giờ thì họ lại yếu tiền rồi. Và round sau thì không biết số tiền này thì round sau cũng không thể full buy được. Buy cố thì cũng khó. Và có lẽ là họ sẽ eco một round để cho nó an toàn. Thì số sẽ là 13 đều đến từ team Cybertooth. Lại một round thắng nữa.
đục thẳng vào vị trí của Craig Guy. Vâng, Colombo chết chay thì mua rồi. Đó là lý do tại sao team Madrid họ thua. Một vị trí tăng vào và hạ gục thành viên ở ven rất nhanh. Captain Hiệp đang có những tình huống chết người và xử lý cực kỳ khéo. Thật sự là Captain Hiệp hôm nay Hiệp nó bắn cũng rất tốt. Guiaca bắn cũng tốt. Xin thỏ, bây giờ đã có cho mình 29 mạng. Vâng, ném lửa vứt để check xem vùng Method có người hay không. Xếp thành công 2-14 đến từ team Madrid. Với số tiền này chắc chắn Madrid sẽ eco thêm một round nữa thôi. Tuy nhiên thì câu hỏi tôi đặt ra là có ném 14 cho Craig Guy hay không thôi. Như tỷ số đang là 13 đều. Vâng, với 2-14 thì cơ hội thắng của các thành viên của team Madrid cũng không quá cao. Tại vì sao? Vì Craig Guy là người không có súng trong round này. Nếu Craig Guy cầm 14 thì mọi thứ nó mới khác. Và giờ thì team Saitut họ sẽ làm gì đây? Đẩy 3 mid luôn. Đẩy thẳng vào mid gần. Như vậy là Hiệp vừa bị yếu. Một tình huống Hiệp ăn quả lửa và chết luôn. Một tình huống dập smoke lôi đến từ vị trí của Hiệp. Vâng, ném quả smoke dập lửa không thành công. Vậy sẽ một tình huống đánh boss A cơ bản. Có một tình huống móc Amen. Vâng, như vậy là Hiệp chửi lên luôn. Thế nên các thời điểm ném smoke vào đéo dập lửa. Bây giờ tình huống móc bên. Double kill đến từ Đắc Lót. Đắc Lót có triple kill rồi. Vâng, một rào thua không thể tin được. Một rào thua không thể tin được đến từ các thành viên của team Cybertooth. Giờ thì thua rồi. Một mình Tony. Vâng, thua rào này xong sẽ là một sự khó khăn rất lớn dành cho Cybertooth. Họ để thua quá nhiều những cái rào đấu như thế này. Bây giờ thì Tony có một mạng. Vâng, được rất nhặt được rất nhiều súng. Và Tony nằm xuống bởi Stalker. 14-13 dành cho Thrid. Thậm chí họ còn được tặng cho đó là 3 khẩu súng. Bây giờ thì họ có full súng, họ còn rất nhiều tiền. Sẽ là một rào full buy từ Cybertooth rồi. Vâng, Hiệp vừa có một tình huống chửi game. Ném sâm ốc vào đéo dập lửa. Và Hiệp bị chết bởi quả bom lửa. Rất nhọ. Một tình huống tặng cho đối phương đến 3 súng. Cực kỳ tai hại. Và giờ thì team Cybertooth họ sẽ làm gì đây? Bây giờ thì Hiệp quyết định bắn AK. Vâng, tăng vào khu A-Main rất nhanh. Chiếm vào khu gần bom A-Main. Bây giờ là một tình huống si tỏ đang kê mít đẩy. Rất là bình tĩnh. Craig Guy vẫn là người bắn ọp. Bây giờ chúng ta xem VK đang cố gắng ra mít. Một flash đã ném ra. Colombo đang bắn ở đâu? Craig Guy đang góc kê đi qua. Như vậy Stalker có được mạng của Hiệp. Craig Guy hạ gục xin tỏ thành công. Giờ thì cũng 3-5. Khó cho Cybertooth rồi. Vâng, Cybertooth thua một cái key đào huynh kiệm. Tiếp tục VK hạ gục được Craig Guy. Giờ thì cũng 3-4. Vẫn có thể làm được. Vâng, 3-4 thì vẫn có thể làm được. Bây giờ thì Tony phải tỏa sáng. Tony phải tỏa sáng. Tony đang đối đầu với Đắc Lót. Bên sau quả smoke đó là vị trí của Đắc Lót. Đắc Lót đang đó là Stalker đúng hơn. Bây giờ Tony sẽ đối đầu với Stalker tình huống này. Vẫn đang từ tốn và có vẻ như muốn đánh về B rồi. Tony cần phải hạ gục được một bom xe A để fake. Sau đó các thành viên còn lại đánh vào B, đó là quyết định hợp lý hơn. Không check góc, có check góc hay không? VK không check góc rồi. VK sẽ nằm rồi. Bây giờ thì Colombo di chuyển rất khéo. Colombo nhìn thấy CA. Colombo có một mạng rồi. VK đổi được một mạng trước khi nằm xuống với Colombo. Giờ thì chỉ còn một mình Tony thôi. Thời gian còn 33 giây. Vâng, Tony thấy hết hy vọng. Quyết định ra luôn bom xe A. Như vậy Tony quyết định đẩy ra bom xe A rồi. Tỷ số sẽ là 15-13 dành cho team Madrid. Thực sự là một cái round thua quá là tai hại. Một round thua mà có lẽ Cybertooth họ cần phải đọc được tiền và họ đánh nhanh hơn một chút. Các bạn thấy việc xếp thành công hai khẩu súng thôi nó nguy hiểm như thế nào so với việc mà các bạn nguy hiểm như thế nào so với việc các bạn không xếp được. Bây giờ thì là một tình huống đẩy B, biết được đối phương xếp súng rồi. Nếu mà các bạn không xếp được súng, các bạn 5 khẩu USB thì gần như các bạn không hy vọng. Nhưng nếu mà có 2 khẩu 14 xen kẽ thì mọi thứ nó sẽ khác rất nhiều. Và như vậy là một tình huống xếp súng thành công đến từ vị trí của Tony. Bây giờ sẽ là last round, bắt buộc phải full bài rồi. Không. Bây giờ thì team Cybertooth họ sẽ làm gì đây? Vâng, tiếp tục có một tình huống đẩy B đến từ Craig Guy. Có vẻ như Hiệp biết điều gì đó và chúng ta xem Hiệp nhá. Như vậy là bắn trượt đến từ Craig Guy. Nhá rất khó chịu đến từ Captain Hiệp. Và giờ như vậy là bom xe B chưa thể đẩy được. Chưa biết bom xe B clear. Đây sẽ một tình huống đánh bom xe A cơ bản. Vẫn là Dark Lord và Stalker là bộ đôi kẹp trong bom xe A. Một smoke che trái, một flash. Vâng, bắt đầu tràn ra mid đến từ các thành viên team Cybertooth rồi. Như vậy là tràn ra mid. Thêm lửa ném vào ô tô. Giờ thì bắt đầu tràn từ mid shot lên. Giờ đi đẩy ra. Như vậy là Hiệp nằm xuống bởi Stalker.
Một tình huống sấy rất tốt của Stalker. Tiếp tục UAK đổi được một mạng. Stalker có được một kill cho mình rồi. Stalker hết đạn. Giờ thì sao? Sia cũng hết đạn. Vâng, Sia đang bắn đi. Khó cho Sia đang bị quay. Và chúng ta xem Sia với Krieg này. Sia cũng được Krieg này. Bây giờ Sia nhặt được khẩu họp. Vâng, một góc cứng rất đẹp. Tôi đừng bắn đông đôi nhá. Vâng, bây giờ thì đang một tình huống móc mền. Sia ném con nếp vào. Ui giời ơi, ném con nếp vào mồm UAK. Thôi hỏng rồi, nhưng rất may là Tony vừa có một mạng. Tony nghe thấy đối phương rồi. Bây giờ thì Colombo đẩy ra vào cùng Tony. Giờ là tiếng 2v1, 2v2. Giờ đang có một góc kê rất đẹp đến từ Sia. Bây giờ thì Sia, Sia gục được Stalker. Chỉ còn lại một mình Colombo. Liệu có cần lũ thành công 1v2 không? Ui dồi, ui 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 ôi ôi trời ơi, rất may là Huyaka không dính. Và bây giờ Huyaka góc cái đẹp hơn. Huyaka hạ gục Colombo 14-15 dành cho Cybertooth. Một kỳ rào cực kỳ quan trọng. Bây giờ thì các thành viên của team Street cũng không còn quá nhiều tiền. Tất nhiên là Brawl Bull rồi. Họ lên để cho mình đó là 3 khẩu M4. Có lẽ là một khẩu UP15 chăng. Kregai đang lên một khẩu hộp không giáp. Một kỳ rào quan trọng. Và Sia có một tình huống di chuyển quá hay. Các bạn thể thấy Sia bunny rất khéo khi mà hết đạn khẩu tech này. Sau đó lướt qua smoke và hạ gục Kregai chỉ với một viên mà thôi. Cực kỳ dị. Vâng, trận chung kết đang diễn ra đúng theo phong cách của nó. Vâng, Uyaka vừa ném một quả flash lỗi. Quả flash lỗi rất cơ bản. Rồi tiếp tục là một tình huống muốn quét vào bom xe A. Stalker đang kê đây là cái góc đi vào. Góc đi vào bom xe A. Kẹp chéo với cả Dark Lord. Trong khi đó thì Kaiser solo mid với khẩu P250. Kregai tiếp tục đuổi B. Nhưng phía bên kia tôi nhìn thấy đó là vị trí của Xin Đỏ. Xin Đỏ có một khẩu họp và đang kê B đây. Và nếu Kregai đẩy thêm thì Kregai sẽ nằm. Tôi sẽ cho các bạn xem tình huống này. Vâng, các bạn thấy không? Hai góc kê ai chỉ hơn thôi. Kregai quyết định không đẩy thêm nữa. Khi mà các thành viên của team Cybertooth họ đều biết là Kregai để B. Bây giờ thì Kregai đẩy ra. Vâng, Xin Đỏ rất nhỏ. Xin Đỏ vừa bỏ tâm thì Kregai đẩy ra. Các bạn thấy. Vâng, bây giờ thì Kregai còn biết cả đối phương ở đâu. Bây giờ thì Kregai lùi lại. Rất nhỏ cho Xin Đỏ thì cũng rồi. Bây giờ sẽ là tiếng đánh bom xe cơ bản. Smoke được che linh. Thêm một quả flash trên núi nữa. Xin đang quay về đánh full bom xe ở tiếng này rồi. Và giờ thì bắt đầu tràn ra bom xe cơ bản. Bây giờ thì một mạng đến từ Dark Lord. Tiếp tục thì hiệp đổi được mạng đánh cầu. Huyasia có mạng của Dark Lord ở trong khu vực bom xe. Giờ là tiếng 3v3. Vâng, Kaiser đang đi nhặt súng. Vẫn chưa nhặt súng được, khổ cái cho em nó nhặt khẩu súng. Thôi trời ơi, mình đi nhặt khẩu súng không cho. Bắn nhau không như đàn ông. Colombo đổi được một mạng của Sia. Colombo làm số 7 tôi đi. Giờ là tiếng 1v3. Một mình Kregai của tôi. Vâng, tất nhiên các thành viên Cybertooth họ sẽ không đấu skill tình huống này. Họ sẽ nấp điếm. Bây giờ thì một mình Xin dẫn người được kê. Và Xin, Xin là không được Kregai. 15-15 dành cho team Cybertooth. Vào trận đấu lại bước sang những round đấu overtime. Các bạn có thể thấy rất khổ cho Kaiser thì vừa rồi cầm khẩu P250 lên nhặt khẩu M4. Đang chuẩn bị chặt được thì bị nó bắn nước mắt sợ quá lùi lại. Sau đó định chạy về CD Bay thì lại bị nó vác ọp ra, nó kéo zoom lên nó bắn chết. Khổ quá, để cho em nó chạy về cái. Vâng, nhặt khẩu súng không xong, bắn nhau không như đàn ông một tí nào cả. mười lăm và hai team có vẻ như đang nghỉ ngơi ít phút. Tối lại còn mấy trận Dream Match nữa, quả này không biết là chắc là sấp rồi, khả năng cao hôm nay là dễ sẽ nằm sấp rồi, dễ lắm. Vâng, Sia thoát ra mua súng và thoát ra vì mất tiền. Và chúng ta sẽ phải back up lại round đấu này. Tôi đang không nhìn thấy Benten đâu cả. Vâng, Benten lại trốn đâu rồi? Không biết Benten trốn ở đâu đây. Kỹ thuật viên thì chạy ngang, chạy dọc thôi. Kỹ thuật viên Benten là không thể chấp nhận được. Chạy ra, chạy vào. Không ở trong khu vực làm việc. Tí cái này chạy bắt đầu mất tích rồi.
Xem đâu. Xem đâu. Đi up chưa? Vâng anh em chờ chút. Cái này mình làm được. Đéo nhau. Tăng đông người xem, tụt mất 50 ông rồi. Cũng tại thành điện xe à, thoát ra thì lần sau đừng có mua nữa, mua xong rồi thoát. Kinh. Có vẻ như Team Ultimate sắp chuyển sang thi đấu nội dung PUBG rồi sao ấy. Ba mươi đây đây đây. Đây. Đây đúng chưa? Ok chưa? Chat em. Còn chấm R à? Như vậy là vẫn chưa xong. Gọi gì vậy? Đâu? Ai ai không mua được. Ăn bao giờ? Bây up lại giờ. Chấm R đi, gì đâu. Đấy, bây giờ phải chấm R này. Còn một mình Sia nữa. Cái sơ nữa. Còn Sia với cái sơ nữa. Sia với cái sơ nữa. Chát lên, bảo hai thằng này chấm R đi. Rồi, cái sơ đâu? Ok chưa?
Vâng, 15-15. Và bây giờ trận đấu chuẩn bị được tiếp tục rồi. Kỹ thuật viên Menten đang bận đi chơi điện tử. Khổ thật. Chí thế là nhanh rồi. Bảo ngồi trong này không ngồi, cứ phải ra kia. Vâng, xử lý xong rồi. Trận đấu chuẩn bị được bắt đầu. Tiếp tục. Chấm đờ cái đã xong. Nhân viên làm ăn chán lắm. Làm thì làm 3-2 phút thì đi chỉnh cái mất mấy tiếng ấy. Toàn thế thôi. Không phải chấp nhận được. Và như vậy là trận đấu được tiếp tục. Những round đấu overtime. Các bạn thấy xem nào. Vâng, như vậy là trận đấu được tiếp tục rồi. Và bây giờ chúng ta cũng đến với trận đấu. Vâng, các bạn được thấy số tiền rất nhiều nhưng mà vẫn lên cho mình. Đó là giáp 1. Bây giờ thì Krigai đang đẩy thẳng vào khu A main. Krigai đang nhảy check, rất khó chịu. Giờ thì UAK và tiếp tục với hiệp là bộ đôi. Bây giờ là một tình huống sách núi. Có ai kê núi hay không? Có một tình huống kê núi đến từ Ghe Tony. Giờ thì đang muốn đẩy vào khu giữa mid. Như vậy một tình stack trượt đến từ hai player của team Thrid. Quyết định không stack nữa rồi. Lùi lại. Trong cái đó thì Cybertooth họ vẫn đang triển khai một cái đội hình default, đó là 2 DA, 2 K-Mid và 1 IB. Từ đầu trận đến giờ thì gần như họ mặc định đánh như thế. Khiến cho các thành viên của team Thrid lúc nào họ phải giữ được 2 A. Khu mid thì thường luôn luôn chỉ có một mình Krigai thôi. Giờ thì vẫn đang giữ lửa. Stalker đang nhảy check. Vâng, sự khác biệt của team Cybertooth và team Thrid đó chính là team Cybertooth thì lúc nào họ cũng có một người solo A, đó là Hiệp. Solo rất tốt. Trong khi đó Thrid họ lúc nào họ cũng phải bắn 2A ngay từ đầu. Không thể có ai solo được, không ai đủ tự tin để solo đơn về khả năng đấu skill cá nhân hay gì đó. Trong khi đó điều đó khiến cho Krigai lúc nào phải bắn mid một mình. Tuy nhiên round này đang có một sự khác biệt, đó là Kaiser được đưa lên ven. Như vậy Kaiser sẽ hỗ trợ Krigai ở vị trí mid. Vâng, bây giờ thì chuẩn bị đánh B rồi. VK sẽ muốn đấu skill từ này. VK hạ gục được Kaiser trong vị trí ven rồi. Bắt đầu tràn lên. Krigai đổi được một mạng của Captain Điệp. Giờ thì tràn vào MoCB. Chưa có mạng đến từ Colombo. Colombo vâng bây giờ thì có một quả smoke che và rất khó chịu. Giờ thì Colombo lộ vị trí rồi. Colombo có một mạng. Colombo nằm xuống bởi Tony ngay lập tức. Giờ là chúng ta vết 3. Bây giờ như vậy là Tony vừa bị cấu mất 40 máu. Giờ thì bom sẽ đạt thành công. Chúng ta xem VK. VK vừa lộ vị trí. Bây giờ thì VK có double kill khi hạ gục Douglas. Giờ bom CB sẽ rất khó đi take trong tình huống này. Khi mà các vị trí đứng của team Cybertooth là rất đẹp. Nhảy xuống. Bây giờ thì Stalker phát hiện ra đối phương. Giờ thì sao? Stalker có được một mạng. Vâng, xin tỏ vẫn đang kê rất trì. Bây giờ thì Tony đang làm gì? Tony đang nấp điếm. Xin có được mạng gây gài. Và cuối cùng thì Tony kết thúc được Stalker. Tỷ số là 16-15 dành cho team Cybertooth. Vâng, một vào đấu mà họ tràn vào bom CB và lại một lần nữa. Lần này lỗi lại thuộc về vị trí của Kaiser. Tại vì vị trí ven ấy thường người ta kê một cái khe rất là hẹp. Nhưng mà Kaiser lại đứng giữa đường và bị UAK hạ gục trong tình huống vừa rồi. Một tình huống mà Krigai đã bách về hỗ trợ, kẹp đến 3B trong round đấu vừa rồi. Tỷ số là 16-15 dành cho Cybertooth. Giờ thì có vẻ như là một tình huống đánh Bosea luôn đến từ team Cybertooth. Vẫn là một round full bài. Bây giờ thì Colombo với cả Krigai đang kẹp nhau trong Bosea B. Đứng gần, rất gần nhau giữ khu vực ven. Tuy nhiên bom đang sẽ tràn ra. Một bàn đến từ Tony, hai viên vào thôi. Bây giờ thì Tony bắn nhiều đối phương. Tony có double kill, bom CA đã thủng rồi. Các bạn thấy tình huống thủng bom CA quá đơn giản và nhanh chóng. Bây giờ thì xếp súng đến từ Thrid thôi. Rào sau thì họ không còn tiền để full buy nữa rồi. Chắc chắn sẽ là một tình huống xếp súng. Một rào tăng ra rất đơn giản như chỗ không ngờ đến từ Tony. Mở cửa xanh ra hai viên một mồm. Tràn vào trong bom thêm một tơn nữa và hạ gục thành viên trong bom. Vâng, bom xe A thủng với tốc độ quá cao và các thành viên Thrid còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì họ đã mất bom xe A rồi. Thế thì làm sao mà cứu được? 17-15 dành cho Cybertooth, đó là điều chắc chắn. Vâng, thanh niên 1999 đấy thì không cần ban. Thanh niên đấy chơi game còn để màn hình nghiêng nữa cơ mà.
Đây chính là thanh niên chơi game để màn hình nghiêng đấy. Vâng, bây giờ thì bắt súng. Và như vậy chúng ta xem Grey Guy nằm xuống rồi, mất khẩu hộp. Tiếp tục cái CA của Colombo. Như vậy là các thành viên Team Tritt yếu súng rồi. Họ chỉ có một khẩu M4 mà thôi. Bây giờ thì họ lên được thêm khẩu nào nữa không? Như vậy không đủ tiền để lên một khẩu M4 nào nữa. Có hai khẩu M4, một UP15 và hai một 57, một Eagle. Một round đấu yếu súng, không xếp thành công súng. Khi mà Saito tốt họ khá là cục xúc, họ đẩy vào và họ ra gục đối phương nhanh chóng. Bây giờ thì các thành viên Tritt họ quyết định lại một lần nữa. Có lẽ là rủ nhau stack núi chăng? Vâng, Stacker với cả Kaiser. Quả smoke sắp tan rồi, cần phải nhanh hơn. Bây giờ, ui dồi ôi, ăn quả nết thấm. Thấm quá thấm rồi, chắc lại rủ nhau đi về. Không, vẫn quyết định stack núi. Và Tony vẫn đang kê. Và bây giờ là một cú đẩy cửa xanh, chưa có mạng đến từ Huyaka. Vâng, Huyaka đối đầu với cả Stacker từ hôm rồi. Không phải Stacker và Huyaka đối đầu với Kerikai. Một tình huống bắn yếu Kerikai, nhưng Huyaka vẫn là người yếu hơn. Bây giờ thì các thành viên của team Saitut họ vẫn đang triển khai đội hình rất chậm. Họ chưa muốn đánh nhanh. Hiệp đang quang pick rồi. Và như vậy là hiệp 3 của Kerikai trong bom CA rồi. Một tình huống Kerikai to mò lắc ra nhìn. 4v5. Khó cho team Saitut rồi khi mà súng của họ yếu hơn. Bây giờ thì Stalker vẫn đang có góc kê đẹp. Huyaka bắt đầu bò ra. Và chúng ta xem Huyaka. Huyaka nằm xuống rồi. Một vị trí, một tình huống mà Huyaka đi thẳng vào tâm đối phương. Bây giờ thì có vẻ như bom đang được di chuyển về B. Sẽ làm thường đánh B chứ không phải đánh A. Một mình Hiệp sẽ là người fake A rồi. Bây giờ thì Hiệp, Hiệp có cho mình double kill kia của Douglas. Hiệp sẽ ra từ cái này, một tình huống fake A đến từ Hiệp. Bây giờ thì Hiệp, Hiệp có triple kill rồi, bom CA đã thủng. Vâng, bom có thể về A được rồi. Vâng, nhưng vẫn quyết định đánh về B. Tuy nhiên là hai thành viên của team Tritt bắt buộc phải chạy về bom CA. Thôi chạy Việt giã rồi, khổ quá. Vâng, nó lại còn đánh B thế này nữa. Chạy Việt giã rồi. Bây giờ thì Hiệp có 4 mạng cho riêng mình rồi. Một mình thành viên Hiệp clear một bom. Hiệp nằm xuống bầy Colombo. Nhưng 1v4, chỉ một Nico, không kit. Và quá khó cho Colombo, còn không có bom nữa. Trời ạ, à, cuộc đời chưa bao giờ khó khăn đến như vậy. Trong đêm một bàn chân bước, mê tí lang thang trên đường, ánh mắt nào thuộc về của em. Em rất buồn vì em không biết đi về đâu. 18 năm dành cho Cybertooth thực sự là quá khổ. Và bây giờ chỉ một round đâu nữa thôi, các thành viên team Cybertooth họ sẽ có chức vô địch miền Bắc cho riêng mình. Vâng, chức vô địch khu vực miền Bắc. Một round đâu nữa thôi. Bây giờ chúng ta xem Cybertooth có làm được điều đó hay không. Một round đâu nữa thôi. Ngày hôm nay thì họ đã làm được mọi điều quá là xuất sắc rồi. Họ làm tốt tất cả mọi điều. Bây giờ họ chỉ thiếu một chút nữa thôi. Vâng, bây giờ chúng ta hãy cùng xem một chút nữa thôi. Trận chung kết đang diễn ra rất căng thẳng. Tuy nhiên thì bây giờ nó đã bớt căng thẳng hơn rồi, khi mà Cybertooth họ vừa ăn đến 3 round bên phía T-Sai. Bây giờ thì làm một hướng tràn thẳng B đến từ Colombo. Colombo di chuyển rất cục cho áo này. Vâng, vẫn là đội hình đó là 2-2-1. Một mình solo A đến từ vị trí của Hiệp. Hiệp vẫn luôn là người solo A. Hiệp vẫn là người solo A. Vâng, Hiệp thì team Cybertooth họ có một cái lợi thế. Đó là bom xe A là một cái bom rất khó bắn. Nhưng Hiệp lại là người solo A rất tốt. Điều đó khiến cho mid của họ lúc nào cũng có hai người kẹp. Một ọp bắn xa và một Huyaka sẽ là người bắn gần. Rất là nguy hiểm, ra mid không dễ dàng thế nào cả. Bom xe B thì bộ đôi Tony với Sia chưa bao giờ là một bộ đôi dễ dàng có thể khoét thủng được. Các bạn đấy, bây giờ thì lần này thì Huyaka bắn dụng xin rồi. Kregai, mình nói nhầm, Kregai vừa bắn dụng xin ở khu vực mid. Huyaka nhặt ọp luôn, vâng chơi luôn. Huyaka đang tự tin với khả năng của mình. Không kê dưới mà chỉ kê trên thôi. Huyaka đang chỉ kê phía trên cao. Và bây giờ Huyaka, Huyaka nhìn thấy rồi. Huyaka đổi được một mạng của Kregai. Rất cục đến từ Kregai. Huyaka đang bắn rất hay trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Thực sự là một ngày thi đấu lên đồng đến từ Huyaka. 27 mạng, không kém một tí nào cả. Map thi đấu trước thì Huyaka thi đấu đến 37 mạng cơ. Bây giờ thì bắt đầu chuẩn bị đánh ra bom xe A. Hiệp đang là người solo trong bom. Huyaka sẽ là người hỗ trợ. Vâng, chúng ta hãy xem. Đánh vào bom xe A rồi. Hiệp bày tỏa sáng, cao Huyaka cũng vậy. Bây giờ thì tràn ra, Hiệp có một bạn. Huyaka hạ gục Kaiser. Huyaka có triple kill cho mình, đợi được một bạn đến từ Colombo. Nhưng bây giờ 1v3 và bom đã rơi rồi. Tha một nhiều và cuối cùng Hiệp kết thúc nào đâu. Tỷ số là 19-15 dành cho Cybertooth. Như vậy là chức vô địch ở khu vực miền Bắc giải BenQ đã thuộc về team Cybertooth. Vâng, một cái bất ngờ rất là lớn. Nhất là khi mà các bạn biết rằng ở thời gian trước giải, team Cybertooth họ có một quãng thời gian họ không tập tành gì cả. Tuy nhiên thì khá là bất ngờ ở giải đấu này. Họ thi đấu trơn tru, mọi cá nhân thay nhau tỏa sáng. Và bây giờ là một cái danh hiệu rất là xứng đáng dành cho Cybertooth.
chức vô địch miền Bắc, hai map đấu, hai lần overtime, 19-16 và 19-15. Thực sự là sự khác biệt nhất ở cái map Gache này nó nằm ở chỗ đó là team Thrid thì họ phải bắn đến 2A, tuy nhiên thì họ vẫn không giữ được bom và họ vẫn không chắc, vẫn thủng A như thường. Trong khi đó Saibutut thì họ chỉ có một mình Hiệp thôi, một mình thằng Hiệp nó đứng ở trong bom xe A mà lúc nào nó cũng đẩy được A. Nó có thể đẩy cửa xanh, đẩy A-Main, nó giữ được smoke, nó bắn trong A rất khó chịu. Các bạn để thấy vào được bom xe A của Saibutut, có một mình Hoàng Hiệp thôi, có thể là một sự hỗ trợ của Xin Thỏ. Nó là một sự khó khăn rất lớn rồi. Nhưng trong khi đó thì hai bom xe A của team Thrid thì lại không chắc, 2A vẫn có thể thủng như bình thường. Đấy mới là sự khác biệt. Bây giờ thì bên Saibutut thì họ luôn lúc nào có 2 mid. Vâng, họ có 2 mid nên họ bắn dễ dàng hơn. Và có, trận chung kết đã kết thúc rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ, kênh của bọn mình sẽ tắt sớm thôi. Trong thời gian giai đoạn này thì anh em câu hỏi thì đặt câu hỏi sớm.